Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Gia đình phụ nữ bị cảnh sát Los Angeles bắn chết khởi kiện sở cảnh sát. Gia đình của Niani Finlayson, người phụ nữ bị một cảnh sát quận Los Angeles bắn chết, mới đây đã khởi kiện sở cảnh sát và quận, yêu cầu mức bồi thường là 30 triệu Mỹ kim. Vụ án bắt nguồn từ việc sinh 27 tuổi gọi 911 báo cáo về việc bạn trai cũ đang tấn công cô. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện sinh đang cầm một con dao và đang đe dọa người đàn ông. Theo thông tin từ sở cảnh sát, khi cô di chuyển về phía người đàn ông, một đặc vụ đã nổ súng khiến Niani tử vong. Luật sư đại diện cho gia đình Brad Gage phản đối việc bắn chết Niani, cho rằng cô ấy chỉ đang cố tự bảo vệ bản thân và con gái 9 tuổi khỏi người yêu cũ. Theo luật sư, không có lý do nào để cảnh sát hành động như vậy. Luật sư Gage nói thêm Niani không thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào trong lúc đó. Sở Cảnh sát tuyên bố đang điều tra vụ nổ súng và cam kết sẽ công bố đoạn video về sự việc được quay bằng camera đeo trên người của cảnh sát này. Cơ quan này cũng cam kết tuân thủ chặt chẽ các chính sách và thủ tục, bao gồm xem xét kỹ lưỡng từ văn phòng tổng thanh tra để bảo đảm minh bạch. Ngoài ra, văn phòng biện lý quận Los Angeles đang phân tích pháp lý để xác định liệu có đưa ra bất kỳ cuộc buộc tội hình sự nào và liệu việc nổ súng có hợp pháp hay không. Vâng, tiếp theo phần tin địa phương, một nghi can ở Ganro cướp xe tải, bỏ chạy và bị bắt giữ tại thành phố Long Beach. Cảnh sát cho hay, mới đây, một cư dân 50 tuổi ở Ganro bị buộc tội cướp xe tải, bỏ chạy, dẫn đến cuộc ruột đuổi kéo dài 30 phút đồng hồ trước khi người này bị bắt giữ tại thành phố Long Beach. Theo nhật báo Orange County Register, Chiếc xe tải nói trên mang bản số của tiểu bang Florida bị cướp vào khoảng 5 giờ chiều tại khu nhà ở dãy phố 10.200 trên đường Beach. Cảnh sát cho hay nghi can có tên là Jack Daniel Rios. Thư nghị sĩ Nick Jensen thuộc Sở Cảnh sát Ganro nói rằng nghi can này đã leo lên cướp chiếc xe tải khi tài xế đang bốc dỡ hàng. Tài xế này cố ngăn cản, thế nhưng tên trộm đã đóng được cửa và nổ máy bỏ chạy, khiến cho tài xế nói trên bị ngã xuống đường. Vụ cướp xe được thông báo cho chính quyền địa phương. Không lâu sau đó, cảnh sát đã phát hiện chiếc xe cùng với nghi can cảnh sát ra lệnh cho người này dừng xe. Tuy nhiên, tên cướp xe lại tăng tốc độ bỏ chạy, lao vào dòng xe cộ. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc sau khi tên trộm này đụng đổ một cột đèn ở giải phân cách, đụng vào một chiếc xe đang đậu rồi ngừng lại ở dãy nhà số 200 trên đường West Wallow gần với đường Pacific tại thành phố Long Beach. Nghi can nói trên không chịu xuống xe cho tới khi cảnh sát bắn hơi cay và sử dụng chó nghiệp vụ Người đàn ông này sau đó bị bắt giữ và được đưa đến bệnh viện trước khi bị đưa vào trại giam. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Kỳ nghỉ lễ sôi động đang diễn ra trên đường cao tốc LAX và SoCal. Mùa nghỉ lễ năm nay đang trở nên sôi động, bằng chứng là sự đông đúc tại các sân bay và con đường, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nếu thời tiết thuận lợi. Dù dự báo cho thấy mức cao điểm sẽ thấp hơn so với lễ tạ ơn, song sự việc tại sao West Airlines năm ngoái cũng nhấn mạnh sự cần thiết cảnh báo. Trong tuần này, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố một thỏa thuận, trong đó Southwest sẽ trả 140 triệu Mỹ Kim cho cuộc khủng hoảng khiến hơn 2 triệu du khách mắc kẹt. Tính đến nay, tỷ lệ hủy chuyến ở Mỹ giảm xuống 1,2%, ít hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Pete Buttigieg, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, cho biết tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất trong 5 năm qua, nhưng thời tiết mùa đông vẫn là thách thức. Sirium dự báo khoảng 3% chuyến bay ở châu Âu sẽ bị hủy trong mùa lễ, nhưng số ghế bay sẽ tăng 10%. Bão Pia ảnh hưởng đến việc đi lại ở Hòa Lan và Vương quốc Anh, nhưng không làm gián đoạn hàng không toàn cầu. Đồng thời, hành khách cần kiên nhẫn và theo dõi dự báo thời tiết với những thay đổi có thể xảy ra. AccuWeather dự báo mưa bão có thể đến California và Texas, nhưng phía đông bắc nước Mỹ có thể sẽ tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt, mang lại kỳ nghỉ ấm áp hơn so với năm ngoái. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5 và xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an xin kính chào tạm biệt